giữa cuộc sống xô bồ, bon chen và đầy rẫy khó khăn, nhưng vẫn còn rất nhiều người giàu lòng nhân ái. Ngày ngày lặng lẽ nấu những bữa cơm từ thiện để tặng cho mọi người. Cô, dạ em chào cô. Mình có nấu cơm từ thiện bản á. Dạ, vậy mình đi qua bản đấy cô. Đó thật sự là những phần cơm đầy ắp nghĩa tình, giúp người còn khó khăn không cảm thấy lẻ loi trong cuộc sống. Đến hẹn lại lên, căn bếp từ thiện lại đỏ lửa. Hôm nay Duyên phải rời nhà từ rất sớm để kịp giờ cùng các Phật tử tham gia công việc tình nguyện. Qua nay mở vàng vậy. Của cho không bằng cách cho.
những suất cơm nghĩa tình được cho đi không chỉ đơn giản là giúp mọi người no lòng, chắc bụng, mà còn xuất phát từ tình yêu thương giữa con người, với mong muốn cùng nhau chia sẻ những khó khăn, nâng đỡ nhau trong cơn hoạn nạn. Đó là tâm nguyện của nhà chùa và cũng là truyền thống tốt đẹp của người Việt. Thể dục rồi lớn tuổi rồi mình ăn cho đúng giờ nha.